Cái cây này là cái cây gì mà sao nó đẹp quá à? Màu nó tím tím, nó tím mà nó xanh, rồi nó ra cái trái mà đẹp ra giống trái bí nhỏ. Mà cây này rất là xum xuê nha, nó nhỏ nhưng mà nó đầy sức sống. Cây me, hai đứa nhỏ bển nó kêu chú review. Tên gì? Mấy đứa tên gì? Áo xanh tên gì? Trả lời đi. Áo vàng tên gì? Cái gì? Này nó giống cái mồng tơi nè, nhưng mà hình như nó không phải cái mồng tơi. Cái này mà có điều kiện về thời gian rảnh rỗi, sắp tới này là hè nè, được nghỉ hè, rồi thời gian rảnh sẽ là nhiều, sẽ đi chơi, chắc đi về vùng quê quá, để quay mấy cái cảnh quê nó. Ở quê thì cái đời sống người ta nó gắn liền với những cái ngôi mộ. Ngày xưa ở dưới quê thì thường thường người ta dùng cái từ là sau hè. Sau hè thì nhà cất lúc nào nó cũng chừa cái sân bên trước với lại một khoảng đất ở phía sau, gọi là sau hè. Thì khi mà trong nhà mà có người thân mà không may qua đời thì sẽ xây mộ nó nằm ở phía sau. Thì tới Thanh Minh thì bắt đầu là trang trí giấy màu rồi cúng cái cây này kia nữa. Nó nhìn nó rất là hay. Cái cảnh ở đây nó tự bản thân nó đẹp luôn. Quá đẹp rồi. Nhìn như một bức tranh nha. Quá hay. Đây cũng nhiều lắm mà. Bờ kinh này. Trên con sông. Mấy cái lá mít nè. Lá mít nhìn đẹp ghê không? Quảng cáo thuốc gì sâu ở dưới nó có đỉnh cao. Bác lô chống đổ ngã tối ưu. Cái cây mà nó không cho ngã luôn mà. Thuốc nó không cho ngã luôn. Muốn gì được nấy. Nhiều khi bây giờ lúa rồi giờ trái cây rồi mọi thứ ăn thấy nó cũng ớn. Mà không ăn thì không có gì ăn. Phải chịu thôi. Cái cảnh này nó nhẹ nhàng. Cái không khí ở đây nó đang rất là dịu mát luôn. Xung quanh hồi nãy khi mà chạy đến đây thì nó có chuyển mưa. Nó có chuyển mưa ở hướng của Cần Thơ. Nhưng mà hiện tại ở đây thì nó chỉ là ui ui thôi. Nó không có nắng. Mà cái không khí nó rất là mát dịu. Chắc cũng gần tới rồi. Chắc cũng gần tới mưa rồi. Bây giờ là người ta mới hiểu được cái giá trị của môi trường. Cách đây mà vài năm trước hay là 10 năm trước thì đã có những cái nơi người ta cảnh báo rồi. Người ta cảnh báo là khí hậu nó khắc nghiệt. Khi mà mình nghe mình thấy nó ở đâu đâu chứ nó không phải ở đây. Nó không phải là ở xứ miền Tây. Miền Tây thì cứ năm nào cũng nước nôi đầy đủ, năm nào cũng có mưa. Năm nào nghe nói chỗ khác bão hay nắng nóng, miền Tây vẫn bình thường. Nắng oi oi nhẹ. Thì cái năm nay là năm 2024 nè. Mới thấy được cái sự biến đổi thời tiết nó ghê gớm. Lúc đó mới thấy là môi trường sống nó
nó đe dọa cái bên rồi. Không đâu có thành thị mà nhìn thấy được cái cảnh này chứ. Nhìn nó nên thơ mà nó đẹp, nó trong trẻo. Mấy cây cao nó cũng dữ dằn lắm, nó mới chịu được cái nắng thời gian qua. Nó chịu riết mà cái đầu nó tựa lửa chân. Cái sức chịu đựng của nó cũng ghê gớm lắm nó mới được vậy. Ở mấy cái đường đi mà vùng nông thôn thường phải hay trồng chuối nó. Tại vì cây chuối nó dễ trồng, không có cần chăm sóc. Mà nó lại có một cái giá trị về trái cây.